Xin được trân trọng chào mừng quý vị khán giả cùng toàn thể nhân dân đã có mặt tại đây sân vận động xã Gia Tường để tiếp tục sôi động với những diễn biến của những trận thi đấu trong khuôn khổ giải bóng đá sân 7 lần thứ nhất chào xuân Quý Mão năm 2023. Những hình ảnh tuyệt vời quý vị đang theo dõi đó là cuộc gặp gỡ giữa cầu thủ đến từ câu lạc bộ FC Gia Tường và FC Lạc Vân. Ở với tất cả các huyện thị thành trong tỉnh Ninh Bình đã có rất nhiều. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Như vậy là hiệp thi đấu thứ nhất, các cầu thủ FC Lạc Vân chính là những người giao bóng thành Hưng Ngọc, số 8 Văn Thiện, Văn Cường xuống ra. Đó là cuộc gặp gỡ giữa FC Family gặp FC Diên Hồ. Phúc Búa, Quang Huy dứt điểm cho một mặt sân cỏ nhân tạo nếu như có thể được đầu tư. Quý Em cũng đã kêu gọi các nhà tài trợ và hiện nay thì cơ sở vật chất của sân cái mảnh đất Nho Quan, của mảnh đất địa linh nhân kiệt. Dứt điểm đó là cầu thủ FC Lạc Vân. Lương Dĩ, đó là quyết định. Chắc chắn là những bàn thắng để hâm nóng trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng là một trong những bóng bật trúng hàng rào. Có thể sẽ có những tấm thẻ ở những tình huống phạm lỗi tiếp theo. Bây giờ đang là phút 34 của hiệp thi đấu thứ nhất. Dứt điểm! Cái trên mà nhỏ quý vị và các bạn, tình huống tấn công cơ hội! Vẫn là cầu thủ FC Gia Tường. Bóng được chuyền ra cho Thái Hòa, đưa bóng vào trong. Không phải, đó là cú dứt điểm. Đó là sự chắc chắn của Phúc Búa. Mất đĩa. Đó là tình huống. Và về độ chênh lệch mũi giờ thì các trận đấu của World Cup năm nay cũng và tấn công của FC Gia Tường. Quốc Cường. Những sai số, nếu sai số trong khoảng khắc đỉnh có làm được gì không? Dứt điểm đi! Cầu thủ FC Gia Tường có bóng, đưa bóng vào trong, Quốc Cường. Và tạm thời họ đang chia nhau vị trí đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng.